Bây giờ anh Kiệt đang chơi trò gì vậy? Con quay. À, thi con quay hả? À. Đây, anh Kiệt với bạn Biên đang thi con quay nha. Quay là... À, đây con quay đây nha. Con quay của anh Kiệt màu cam, con quay của anh Bạn Biên màu gì? Màu tím. Rồi, bắt đầu để xuống nha. 1, 2, 3. Rồi, coi thử có ai thắng nha. Wow. Con mình thắng chắc rồi. Ôi, con của bạn Biên kìa. Ê, bạn Biên. Bạn Biên thua. Rồi ơi. Rồi, tiếp tục. Thi lần thứ hai nha. Nhà Biên không ạ? Phải. Có bưu phẩm lên tới nè. Ê, có bưu phẩm kìa. Để ra lấy đi. Có bưu phẩm gì vậy ta? Ủa, phẩm là phải. Ủa, bưu phẩm gì vậy ta? Wow. Vô mở ra thử lên kìa. Ai gửi quà hả? Mình đẹp con quay đi, mình mở thử coi. Ai gửi gì cho bạn Biên chứ anh Kiệt ạ? À? Wow, đâu mở ra xem. Chơi này nha các bạn nha. Bây giờ mình phải quấn tù xì. À, đây là mình quấn tù xì, có ai quay vòng này trước nha. Cái vòng này quay nè. Đây mình quay thử nha. Quay thử nha. Chưa quay xuống xuống này chơi nha, quay lại. Ba. Đây là số 1 nha. À, chúng ta phải dặn cái vòng này 4 cái nè. 1 2 3 4. Rồi. Đang bị thua. Còn tiếp theo anh giờ ví dụ như giờ nè. À, bạn Biên quay nha, bạn Biên quay thử đi, bạn Biên. Tù xì hả? Giờ tới bằng Biên đi. Tới bằng Biên mà. Tại tới bằng Biên quay đi, bằng Biên quay thử nha. Đây. Quay. Quay. Quay con quay gì nè, quay lại. Đây là bằng Biên. Hả? Rồi, bốn. Bốn cái nghe là bằng Biên đưa mặt vô, bằng Biên đưa mặt vô đây nha. Bắt đầu anh Kiệt chặn bốn cái nha. 1 2. Bằng Biên phải nặng xuống á kìa. À. Hai cái rồi nha. Chưa bạn. Còn hai cái nữa. 2 3 4. Rồi, không bị gì hết. Wow, hên quá. Em tính mừng nha. Dạ, tới anh Kiệt thử nha. 3 lần là đuổi luôn ơi. Bây giờ mình bắt đầu bỏ kem lên đây để mình chơi trò chơi nha. Đây là kem nghe, bắt đầu giờ mình múc để lên nha. Không, để chút tù xì xong rồi thử lên. À, như tù xì đi là mình múc cho nha. Tù xì nha, quán tù đi, cái gì ra cái này. Quán tù đi, cái gì ra cái này. Em biết không? Rồi, quay. 1
chơi lại nha. Vậy là video đến đây là hết rồi nha các bạn. Hẹn các bạn video lần sau nha.